Gói mì trộn omachi sốt spaghetti to nhất này là của anh. Gói to nhất phải là của mình chứ. Gói to nhất là phải là của chị. Anh thắng ăn gói bé đi, còn chung thì ăn hộp. Không không không, anh tới trước thì gói to phải là của anh. Thắng tay tay về hàng ăn gói bé ấy. Được rồi, nếu mà không ai chịu nhường ai thì bây giờ chúng mình phải phân thắng thua. Bây giờ ai mà nhớ được nhiều lớp nhắn nhất thì người đấy mới được ăn gói lớn. Chúng tôi cùng chơi trước. Ui dồi ôi, đúng là kém mà, mới có được 3 lượt. Nhìn chị đây này. Ôi giời ơi, hàng Nga giống chung lung tung, có được 3 lượt. Vừa vô tay xong mới đã nghẽo rồi. Nhìn anh đây. Vỗ tay lần thứ nhất. Tuổi gì thôi, anh vào lấy gói lớn của anh đây. Lần trước bọn mình đã tìm ra món ăn kèm với mì trộn omachi sốt spaghetti, đó chính là trứng ốp la. Ăn kèm với trứng ốp la là ngon nhất. Lên nào, bây giờ Hằng Nga đi dàn trứng ốp la đi. Ok luôn. Ở trong này còn rất là nhiều mì trộn omachi sốt spaghetti đấy. Thật à Nga? Thế mà anh em mình không biết, cứ tranh nhau từ đến giờ. Nhiều như thế này chắc là anh mới mua thêm đấy. Có nhiều như thế này thế thì anh em mình đều ăn gói lớn hết luôn. À các bạn ơi, mì trộn omachi sốt spaghetti ngoài gói thường và tô trộn thì bây giờ có thêm cả gói lớn hơn rồi đấy. Đây này, đây này, gói lớn hơn đây này. Gói lớn hơn, ăn ra hơn và nhiều hơn. Đây là gói sốt bò bằm spaghetti dùng để trộn. Màu đỏ là sốt cà, màu xanh là sốt bò bằm. Và thêm gói phô mai cũng dùng để trộn nữa nha. A few minutes later. Được ăn rồi, được ăn rồi, được ăn rồi. Wow, gói phô mai thơm quá mấy bạn ơi. Và quả trứng này là của Thắng nha. Wow. Và bây giờ là công đoạn thưởng thức thôi. Đúng là mì trộn omachi sốt spaghetti ăn với trứng ốp la là ngon nhất, béo béo ngậy ngậy rất thơm ngon luôn. Mì man ở đây, chính hương vị này. What?
Hình như là con ban ban trong Garden of Ban Ban sao ấy. Chung ơi! Cái gì đấy? Đâu? Cái gì mà cứ hốt hoảng thế? Đây này, Chung lung tung, nhìn sang bên này mà xem. Hello. Ui, con quái vật Ban Ban. Đấy, thấy chưa? Hình như là hôm nay nó đến đây, nó định ăn trộm gà nhà của anh em mình sao ấy. Không phải đâu, nó lại chạy sang lóc nhà bên kia rồi. Không phải đâu, con Ban Ban này tới đây để biểu diễn nhảy cho anh em mình xem đấy. Nhưng mà tao với Chung Tung là không có tiền để giá tiền xem biểu diễn đó nha. Phải đi đấy. Uầy, nó nhảy hay quá, mình cũng phải nhảy theo nó mới được. À, nó biết nhảy được nhảy găng năm sai à. Nó chuyển sang nhảy hip hop gì kìa. What? À, con Ban Ban này dám tiêu diệt thằng TT. Để mình ra lấy súng tiêu diệt nó. Đâu? Mày ra đây. Thôi xong, nó chạy ra kìa, Chung Tung, đóng cổng lại, đóng cổng. Chạy đâu cho thoát à? Yeah, đã tiêu diệt được con Ban Ban, dám vào đây oánh mình à? Tiêu diệt cái con Ban Ban này xong, xuất hiện ra rất là nhiều những cái mảnh ghép màu sắc như thế này. Hình như đây là những mảnh ghép Lego. Nghe cũng đúng đấy, nhưng mà cái con Ban Ban đấy nó có màu đỏ mà nó rất là nhiều những cái mảnh ghép Lego màu sắc như thế này. Chắc đây là những mảnh ghép của đồng đội nó nữa. Hay là thế nhở, cái màu xanh này thì là cái con quái vật gì ấy. À, con Zumo đúng không? Còn cái màu hồng này là con gà. Còn những mảnh ghép màu đỏ này là con Ban Ban. Còn mảnh ghép màu vàng chắc chắn là của con ốc xe rồi. Hay lắm, thế là anh em mình lại có thử thách để làm rồi. Thử thách nào khó đã có thắng. May mà những cái nhân vật này, mỗi nhân vật thì nó lại làm một màu, ghép bọn nó còn dễ. Chứ bây giờ bọn nó mà một nhân vật có nhiều màu thì cũng mờ. Màu vàng nổi bật nhất ở đây nên là thắng sẽ lắp con quái vật màu vàng trước, chính là cái con ốc sên này đây. Bây giờ thì phải nhặt riêng màu vàng ra mới được để cho nó dễ. Chứ còn để lẫn lộn như thế này nhìn đau hết cả mắt, lằng nhằng theo con bị cận luôn ấy. Lego gì mà bé tí vậy trời. Mảnh này vào mảnh này, cái mảnh này giống như mảnh này, chả biết là nó thành cái gì nữa đây. Cái mảnh này thì lại vào đây, xong luôn một bước nhưng mà thắng vẫn chả biết đây là cái gì nữa. Có cái điều gì đó sai, đây chắc chắn là khuôn mặt rồi. Nhưng mà cái khuôn mặt này thì nó lại không phải là khuôn mặt của con ốc sên rồi mấy bạn ơi. Nó giống như kiểu là con gà hay là cái con vịt gì ấy. À, mấy bạn ơi nhìn này, cuối cùng là thằng cũng đã lắp xong rồi, chỉ còn cái chân bên tay phải nữa thôi. Và cái chân bên tay trái nữa. Chung Tung có biết cái con này là con gì không? Đây là con gà trong những người bạn cầu vồng mà. Đúng luôn, tự nhiên cái con Ban Ban đấy lại rơi ra những mảnh ghép người bạn cầu vồng. Chắc là bọn nó anh em với nhau rồi. Thôi, đặt nó ra đây cho nó xem anh em mình lắp ráp những người bạn cầu vồng của nó đi. Ui, oh my god, cái con gà Lego ấy nó biến ra con gà nhồi bông này. Thật không thể tin nổi luôn. Chắc đây là phần quà dành cho anh em mình hoàn thành thử thách đấy mà. Nhưng mà tại sao con gà này nó lại có răng? Con gà có mỏ thì đúng rồi, nhưng mà đây nó lại có răng. Nghe nó cứ sai thế nào ấy. Còn cái cánh như này thì làm sao mà bay được? Cái chân như này thì làm sao mà chạy nhanh được? Còn không có cả ngón nữa. Chắc nó chỉ dùng cái răng này để cắn người thôi. Con gà này là của đại ca mà. Mình ráp được cái con gà Lego hoàn chỉnh đấy thì nó mới biến ra con gà này. Vậy là cái con gà này là của mình. Thế thì bây giờ mình sẽ lắp màu xanh ra trời để xem là nó sẽ ra con gì. Nếu mà nó vẫn là những người bạn cầu vồng màu xanh ra trời thì nó sẽ là con Blue bé béo. Bây giờ mình sẽ lắp khuôn mặt và cái thân của con quái vật này.
Đấy, các bạn đã đoán được con quái vật nào chưa? Cái màu vàng vàng này nó chính là cái vương miện của con Blue đấy. Và đây chính là con quái vật Blue. Bây giờ mình sẽ lắp lốt hai tay và hai chân của nó. Đúng là con Blue béo bị biến thành đồ chơi Lego rồi mà vẫn béo. Bây giờ để xem con Blue này nó có biến thành quà không. Nào, biến thành con Blue màu xanh đi. Sao nó lại biến thành con Blue màu vàng thế này? Sao nó lại biến thành con Blue màu vàng thế này? Rõ ràng lúc đấy con Blue nó là màu xanh ra trời mà. Màu vàng cũng được chứ sao? Cái màu vàng này giống cái màu vàng của cái con gà lúc đấy. Con Blue màu vàng đẹp như thế này mà chung tung còn chê. Chê đâu mà chê? Đang nói là màu sắc nó không đúng. Không đúng cũng không sao, miễn là có quà rồi. Mấy bạn nhìn này, con Blue này đẹp thực sự luôn đấy. Béo béo, đẹp hơn cái con gà lúc đấy. Mà cái con gà lúc đấy nó cũng là màu vàng, nhưng mà màu vàng của nó là cái màu kiểu như màu xanh của lon chuối. Đây nè, màu vàng của con gà thì nhạt nhạt hơn. Còn màu vàng của cái con Blue này thì nó mới đẹp đây này. Đúng là Blue nó hay chảy lực nhãi. Bây giờ biến thành đồ chơi nhồi bông rồi. Nhưng mà nó vẫn chảy lên nhãi. Một mắt của nó là bị chột cơ mà, chứ không phải là hai mắt đâu. Mà người ta lỡ lòng nào làm cho con Blue này bị chột hai mắt. Hay quá các bạn ơi, có thêm một em Blue màu vàng nữa rồi. Và một em gà này thì đứng bên cạnh này nha. Hai em này đứng đây xem anh thực hiện thử thách. Như vậy là trong cái đống Lego này chỉ còn màu tím, màu da cam và màu hồng, với cả màu xanh lá cây nữa. Nhưng mà các bạn nhìn vào xem, màu xanh lá cây rất là nhiều. Chắc chắn màu xanh lá cây là con Green rồi. Con Green là con cao nhất, chân tay nó dài nhất, nên là nhiều mảnh ghép Lego là đúng rồi. Mình sẽ lắp cái con Green này. Một hồi lâu nay thì đang đã hoàn thành xong phần thân của con Green này rồi. Bây giờ chỉ còn lắp tay và lắp chân của nó rồi. Đây là mắt của con Green, đây là mồm của con Green. Mình sẽ lắp chân của nó trước. Một chân, hai chân, một phần tay, thêm một phần tay nữa. Bàn tay của nó, một phần tay trái, thêm một phần tay trái. Và đây là bàn tay trái của nó. Và đây là quả đầu của con Green. Đó các bạn ơi, nhìn thế này, hoàn chỉnh con quái vật Green luôn. Biến đi cái con Green này sang bên này cho nó hưởng thụ ít một ít nắng. Mưa bao nhiêu hôm rồi, hôm nay mình nắng. Sao con Green của tháng cái tê mãi không biến thế? Lao biến đi, mày không biến à? 1, 2, 3 biến. Sao cái con Green của mình không biến nhở? Hay là mình lắp sai đoạn nào? Thôi kệ đi, anh em mình đi lắp cái con khác đã. Đây, biến thành con Green này mấy bạn ơi. Nhưng mà cái con Green của thằng TT nó bị ngu sao ấy? Mồm nó cứ cắn vào lưỡi như này mới mà đứt lưỡi. Mắt thì lại lòi hết cả ra. Chắc là nó xem TV với điện thoại nhiều rồi. Ai bảo thế? Tại vì nó là con quái vật lên là lưỡi của nó dài, mình cả mắt của nó lôi lại là điều bình thường thôi. Nhưng mà có một điều, cái con Green Lego chân của nó vuông vuông như thế này, bây giờ biến thành thú nhồi bông rồi mà chân của nó vẫn vuông. Còn cái tay này dẻo hơn một chút, tay bên này cũng dẻo. Có mỗi cái chân đúng là hình vuông rồi. Quẹt 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 quẹt. Mấy cái kia đang làm gì? Ta là cô đây. Đang nghịch Lego chứ còn làm cái gì nữa? Ta là cô đây. Chúng ta nghịch chung với. Không ta sập hết máy tính nhà người. Để xem là cái tên hacker trẻ trâu này nó ráp được cái hình gì. Đơn giản thôi. Ta và hacker này là phải mất ác nhân mật rồi. Vậy cái thằng hacker này đang tập lói tiếp một nó đòi lắp ráp Lego, lắp niềm tin à? Đâu mà xem cái tờ này là cái tờ này tờ gì đây? Oh my god. Cái tên hacker này hack được xa các bạn ơi. Hướng dẫn sử dụng nắp kép Lego những cái nhân vật Rainbow Forest này. Bây giờ không phải mày mò như lúc đấy nữa. Đây này, bây giờ cái tên hacker này nắp theo hướng dẫn sử dụng màu hồng này là xong rồi. Thôi thì bây giờ nhân tiện có cái tờ này là thằng sẽ ráp luôn cái nhân vật màu tím. Đã xong con quái vật màu tím, nhưng mà ngày hôm nay nó không phải là công rãnh mà là nó được lên bờ rồi. Nó có chân tay đầy đủ, chứ mỗi lần là hai tay của nó toàn bám vào thanh sắt ấy. Nhưng mà mình nhớ không nhầm, ở trong game chân tay của nó dài lắm mà. Sao Lego nhìn nó lại như con người thế này? Quần quái vật màu tím biến hình đi. Bây giờ chân tay của nó mới dài đây này. Tay của nó phải dài như này mới gọi là con quái vật màu tím chứ. Chân của nó với cả tay của nó dài bằng nhau luôn. Bây giờ sẽ đến được con quái vật Orange. Còn đây là cái mỏ của nó. Thì mình đã lắp ráp xong tất cả các mảnh con rồi. Bây giờ chỉ cần ráp những cái mảnh to vào lại với nhau thôi. Đó, như thế này là đã thành cái mỏ của nó rồi. Cái mỏ của nó, còn đây là cái thân của nó. Bây giờ ráp cái mỏ của nó vào cái thân của nó. Như thế này là ok ngay. Còn đây là tay. Đây chị nhìn giống. Và đây là chân của nó. Thêm một chân của nó. Như thế này là đã giống con Orange chưa? Cuối cùng là cái đuôi của nó. Nhưng mà cái con Orange này nhìn nó kiểu gì nhở?
mình có lắp sai chỗ nào không ta, nhưng mà nhìn nó buồn cười, nó kiểu nó lùn lùn. Đã xong con em ô đan gì, nhìn nó nhỏ nhỏ con như thế thôi, nhưng mà lắp là cũng phức tạp đấy, bởi vì là mấy cái mảnh ghép nó có bên xí xí là nhìn đau hết cả mắt. Chứ mấy cái mảnh ghép mà nó to giống cái con Doraemon thần tài thì lắp có mình nhanh hơn đấy. Con ô đan gì này mau biến hình đi. Đúng là cái con thần lằn Orangi này nó to mới cả dài thật. Chắc chắn là nó dài hơn cái con Gordin rồi. Nhưng mà rõ ràng ở trong game là cái con Orangi bé tí dần, mà bây giờ ở ngoài nó còn to hơn cái con Gordin này. Các bạn nhìn xem con nào dài hơn. Mày khóc hả? Mày khóc hả? Này. Bây giờ là lắp phần thân và phần chân. Xong rồi, cho nó dính lại với nhau như thế này là ok. Rồi, cái màu trắng đấy là cái gì? Mắt. Mắt, lắp mắt vào. Mắt ở trên đầu đúng không? Hay là mắt ở dưới đít? Đấy, con mắt thứ nhất, bây giờ là đến con mắt thứ hai. Ok. Thế tay của nó đâu? Cái này là cái gì đây? Cái mồm của nó à? Nó có tay. Đây là con quái vật mồm. Mình đã ra xong rồi. Nếu mà lắp đúng thì nó mới biến ra nha. Còn cái tên hacker này lắp sai là nó không biến ra con nhồi bông đâu. Hình như cái con quái vật màu hồng này mồm của nó lạnh quá nên là nó không thể đứng được. Thế là mình sẽ cho nó làm ở đây vậy. Sao không biến vậy trời? Quấy, thấy chưa? Nó biến ra quái vật màu hồng rồi. Rồi, ok, cảm ơn tên hacker khiếp. Đợi cái tên hacker ra xong cái hình. Con mặt trời lặn xuống mất. Nhưng mà không sao, tên này cũng đáp đúng đây nè. Biến ra được cái con quái vật màu hồng rồi. Nhưng mà chả hiểu cái gì, cái con quái vật màu lại bé tí như thế này. Thôi, ta chán rồi, ta đi về đây. Và cuối cùng chính là tên Rex màu đỏ. Tại vì là nó có cái đầu màu đỏ nên là người ta gọi nó là Rex. Và nó chính là một con đuổi màu đỏ. Chân của nó đây. Thêm một chiếc chân nữa. Tay của nó. Và một tay còn lại của nó. Nhưng mà có cái điều gì đó sai sai. Rõ ràng cái tên Rex trong game nó có béo như thế này đâu, mới cả có hình vuông như thế này đâu. Nhưng mà trong Lego thì nhìn nó lại vừa béo vừa vuông, như kiểu là bố đầu tròn và con đầu vuông ấy. Nhanh quá, đẹp trai quá. Bây giờ là mình mới để ý mấy cái con quái vật trong Rainbow Forest ấy, thì cái con nào mắt của nó cũng bị lồi như thế này. Tại vì bọn nó là bạn bè, mấy cả có anh em họ hàng với nhau. Trong mấy con quái vật cầu vồng đấy thì thằng thấy có mấy cái con này nghe có vẻ là còn đẹp trai. Bởi vì là nó biết cách ăn mặc này, nó mặc cái bộ vest màu trắng, đeo cà la vạt, đi giày, nhìn như kiểu là chú rể ấy nhỉ. Hay quá các bạn ơi. Như vậy là ngày hôm nay bọn nó là giải mã được tất cả những người bạn cầu vồng phiên bản Lego. Còn nữa, giải mã xong lại còn được tặng rất nhiều thú nhiều bông. Được tặng con quái vật green, con quái vật màu tím, con quái vật orange, con quái vật màu hồng pink, con ruồi red đỏ, con gà nữa này. Anh thắng trước đây mới lại chung lưu tung thực hiện thử thách hai đấy, nhưng mà hơi vất vả nên là chị sẽ quyết định tặng cho mỗi người một phần mì trộn omachi sốt spaghetti. Đây là phần của chung lưu tung nha. Quá tuyệt vời luôn Hằng Nga. Còn đây một túi siêu tập khổng lồ của anh thắng nha. Wow. Các bạn nhớ ăn mì trộn omachi sốt spaghetti cùng thắng với Hằng Nga nha.